Rồi, hello cả nhà nha. Nay á em với lại nhật ký rừng sát đó. Rồi anh săn bắt hoang dã anh Tám sẽ cùng đi soi đêm ở rừng sát Đồng Nai một lần nha cả nhà. Đó, xem coi hôm nay có cái gì hay không nha. Bây giờ tụi em sẽ đi theo cái ngọn này để ra sông. Đó. Nào, đó. Có hang nằm đâu? Có bà đó. Chưa gì hết là mới ra phát hiện cái hang cua này bự không? Có bự không? Ai biết? Hang nè, hang gốc nè. Ờ thấy rồi. Chiếc nhỏ. Cua này giống nhỏ rồi nè. Để mình coi thử coi. Có mà giống mới nè, mà mới nè. Coi cái cánh khô, gỡ cánh khô ra thử coi. Đó, cái miệng hang đi lên đó. Em cái dấu cũng được đại nè. Cũng được á. Bò ra hả? Bò ra bò vô lại nè, bò vô. Rồi, thử luôn. Mày chắc cái lạng. Lạng là lụm. Cái hải sản đầu tiên. Ừ, dấu cũng được mà. Đây cả nhà cái miền hang này nha. Đó. Thử rồi, thử rồi. Chàng ếch này là bắt được. Bếp thử nha. Còn mới á, chỗ còn mới mà. Còn có chắc. Có đâu? Đó, có. Có. Có cua nha. Đi coi dễ lên không? Rồi nó mới vừa lên thụt xuống luôn rồi. Nó mới vừa lên cái thụt xuống rồi. Em ơi cái động thụt luôn rồi. Quậy đi. Tắt đèn đi. Hả? Tắt chị. Đi mò luôn á. Đó đó đó. Quay càng ra luôn mới ghê chứ. Chào cả nhà nha. Đang chơi hợp bò nữa. Đang bắt cua đêm nha. Thì mục đích hôm nay là đi thả lưới cá nha cả nhà. Thả lưới cá ban đêm. Đó. Nay có gì bắt nấy nha cả nhà. Tối này đi bắt đêm có gì bắt nấy nha. Bắt cái đó nha. Coi nhai bắt nhái luôn. Lên nè. Chưa? Lên rồi. Cả nhà ơi lên rồi nha cả nhà. Cuồng lặng nha. Lặng ấy luôn á. Đó, cua lên rồi nha cả nhà. Thấy không? Ừ, cô ngay ở mẹ luôn á. Lên nè. Lên đi ngại ngùng gì. Đó, chạy lên đi, đó. Chạy lên chạy xuống nữa. Rồi lên lại lên rồi. Đó, không giữ kìa không? Đó, tối không giữ kìa. Thấy được không kìa? Thấy chứ. Cô không cầm cầm ơi. Đi. Cầm cúng ngay này cả nha. Thấy nó nằm luôn á. Yeah. Thấy luôn á. Giờ để nhớ bắt nha cả nhà. Ok. Ok nha. Có mã cái nha. Nghe dễ. Sáng vô còn nghe. Cục này dễ. Muốn quay à? Quá nhiều cánh, trùng lắm.
lộn, cái này bắt trước đổi ngược lại. Đường đi heo hàng. Mấy ông đặng trước mà lo gì. Đường đi heo hàng, chứ giờ quay cái này trước chứng tỏ là cái sao cuối cùng. Đừng có gì quăng cá. Quay đại thấy nó rồi bắt nó đi. Đủ lý thì mình mà, thì em bỏ mình đưa mình lấy mình lấy vô. Quay bạn à, quay cha nó đi. Đợt nó quay kìa. Cái cần hấp pin. Pin này mau hết. Máy thằng Năm nó quay trâu đó. Cúng nó nằm nè. Đó. Đó. Quay tới sáng luôn. Đó nằm đó. Cũng nằm nha. Ủ đại đó. À, ừ. Chạy ra nha cả nhà. Đó. Đó. Rồi ra đi. Có biết cân phận đó. Ra cân. Đó. Cũng này phải cột nha. À. Con này phải cột nha chứ không cột là không được đâu. Chắc ghê. Ok. Xíu à. Tiếng hả? Có bự đâu. Cũng được. Nhỏ hả? Kỳ vậy? Con này ăn được rồi. Ăn bự mà. Ồ. Lên nha cái nhà. Lên rồi đó. Lên nha cái nhà mà mình đi thôi. Như con nãy. Rồi. Đào nãy giờ nha cái nhà. Đó. Nó. Cái này được rồi. Ừ. Cúm này nó rồi nhỉ. Cúm này không bự nha. Nè đang có nè. Ừ. Nó nằm bị hang chờ luôn nè. Con này bự nè. Rồi kia con nữa kìa. Rồi chúng nó cúm rồi. Chúng nó cúm rồi nha. Kia anh Tám xong bắt con giả ảnh ảnh đựng con nữa kìa. Rồi, ok. Đựng con nữa nha. Nhái ngon. Anh Tám anh bắt đựng con nhái cả nhà. Này con nhái nha chứ không phải con ếch đâu nha. Nhái á. Con nhái á. Ừ. Này cái mới chịu nha cả nhà. Cái á. Cả nhà. Đó, đây là một cái con tôm nè. Nó thòn tôm vừa coi cái cặp càng của nó nè. Chắc khỏi lấy hắn làm. Con này không ngon. Ừ, nó hơi hôi. Con này người ta gọi tôm búa, rồi cũng có người gọi tôm súng lục. Nó nhiều lắm á. Đã ghê chưa? Rồi thả nha. Con này thì thả chứ không lấy, con này ăn không ngon. Chưa dăng lưới mà đây có lưới rồi nè. Để tới đây cả nha. Tới đây cái em phát hiện được một cái hang trúng cặp nha. Đó nó nằm nè. Đây. Đó nó đang ôm luôn. Hai con này đang ôm nha cả nhà. Nó. Đó. Con đực trên con cái phía dưới nha. Rồi bây giờ em bắt nó thôi. Rồi do em bị gãy cái chân trắng quá cả nhà, bây giờ thấy được nó rồi nè. Đó. Đó, thấy chưa, thấy chưa. Giờ em lôi nó ra nha. Con này to nha. Đường cặp bự luôn á. Hả? Thấy nó rồi. Sát bên rồi. Nhưng chưa ra được. Tay em không có cầm cố định lâu được.
Cá luôn. Ra luôn chứ. Chạy vô gì. Đó. Con này to nha. Wow. Em coi coi con cái to không cả nha. Con cái cũng to nha. Quá đã luôn, một cặp to. Lấy được hết luôn. Nãy anh em cũng bắt cặp nhiều lắm á, nhưng mà không có con cái bỏ lại nha, tại vì con cái nhỏ nhỏ. Rồi. Đây. Một cặp cúm luôn. To nha. Ok. Anh hết cả. Không ngờ đây có bạch tuộc nha cả nhà. Vừa đã. Hay cái bự quá cúm không? Hên á. Thấy không? Đâu, cảnh coi. À. To chứ bộ. Đây mấy anh em mới làm được cặp bạch tuộc khủng hoảng nha cả nhà. Hàng siêu hiếm nha. Đó. Ôi, tại nó nằm trong hang á nên tụi em không có quay kịp cả nhà. Cái này là bắt chợt thôi. Quay là nếu mà quay là nó rút vô một cái là khỏi bắt luôn quá nha. Ừ. Nằm trong đây nè. Rồi. Giờ đi tiếp nha mọi người. Rồi. Đây những gương mặt hốc hác nè. Đã. Bỏ đâu đây, bỏ đâu đây. Túi em tôi luôn rút hả? Quá, tôi rút quá. Túi rắn rồi ấy rồi. Từ luôn luôn. Cảnh ơi ok cả nhà ơi. À, kết thúc cái chuyến đi buổi tối ngày hôm nay nè, đó thành quả hải sản của mấy anh em là đủ loại luôn nha. Đó, có bạch tuộc nè. Tôm nè. Rắn nữa kìa, nhái nữa kìa. Cua nè. Cúm nè. Cúm cá nè. Nhái. Ở lại vài rắn nè. Vài rắn với vài nhái ở trong đây nè. Nhái to to không nha. Đó, đã chưa? Được hai con bạch tuộc nha. Đó. Quá đã, quá ok luôn cả nhà. Thôi thì video của em đến đây là xin kết thúc nha. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau nha. Bye bye cả nhà.